Những ngày vừa qua, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là người dân Nam Bộ, đã hết sức vui mừng và tự hào khi đờn ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hòa với niềm vinh dự ấy, vừa qua, tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể lễ đón bằng của UNESCO. Đồng thời, Thủ tướng đã đến tham dự sự kiện văn hóa mang tầm vóc thế giới này. Một lần nữa khẳng định chủ trương của Đảng là xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc, trong đó có loại hình văn hóa phi vật thể đờn ca tài tử Nam Bộ. Trong buổi lễ trang trọng này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu sâu sắc khẳng định đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản quý báu của dân tộc, một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, được sáng tạo dựa trên dòng nhạc lễ, nhã nhạc cung đình và những giai điệu ngọt ngào sâu lắng của dân ca miền Trung và miền Nam. Trong suốt chặng đường lịch sử dựng nước và giữ nước, các thế hệ người Việt Nam chúng ta đã không ngừng xây dựng, bồi đắp, hun đúc nên một nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng. Thành quả sáng tạo, giữ gìn, trao truyền của cha ông đã để lại cho chúng ta một kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ phong phú. Trong kho tàng di sản quý báu đó có đờn ca tài tử Nam Bộ, một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, được sáng tạo dựa trên dòng nhạc lễ, nhã nhạc cung đình và những giai điệu ngọt ngào sâu lắng của dân ca miền Trung, dân ca miền Nam. Việc UNESCO vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thể hiện sự trân trọng của quốc tế đối với loại hình nghệ thuật đặc sắc này của Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng xem lại sự hình thành và phát triển của bộ môn nghệ thuật này. Trong lịch sử phát triển của văn hóa nông nghiệp Việt Nam, mà đỉnh cao là văn hóa Văn Lang Âu Cơ, mở đầu là công cuộc chống Bắc thuộc, tiếp đến là nền văn hóa Đại Việt với những cuộc kháng chiến và kiến quốc để tạo dựng một giang sơn gấm vóc như ngày hôm nay. Tiến trình lịch sử ấy đã sinh ra một nền nghệ thuật dân tộc độc đáo, nổi bật là nghệ thuật sân khấu với những loại hình đặc sắc như rối, chèo, tuồng, cải lương. Trong đó, cải lương có tuổi đời trẻ nhất là sản phẩm văn hóa của người Việt trong quá trình khai phá vùng châu thổ sông Cửu Long. Tiền Giang, quê hương của những chiến thắng vang dội, được khắc sâu trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam như chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, chiến thắng Ấp Bắc, chiến thắng Dòng Dứa và những anh hùng hào kiệt đã làm nên các cuộc khởi nghĩa lẫy lừng như Trương Định, Thủ Khoa Huân, Đốc Binh Kiều, Tứ Kiệt, Nam Kỳ. Tiền Giang cũng là quê hương của rất nhiều nghệ sĩ tài danh như tiến sĩ Phan Hiền Điệp, giáo sư tiến sĩ viện sĩ Trần Văn Khê, nghệ sĩ Năm Phỉ, nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam, nghệ sĩ nhân dân Phùng Há, soạn giả liệt sĩ Trần Hữu Trang, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hoa, nghệ sĩ nhân dân Dương Ngọc Thạch, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thành Châu, nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu và nhiều tên tuổi khác đã làm rạng danh quê hương Tiền Giang, một quê hương anh hùng và cũng là một quê hương văn vật nổi tiếng. Trong quá trình phát triển văn hóa của Tiền Giang đã lấp lánh nhiều vì sao nghệ thuật và một cột mốc văn hóa rực sáng là sự chào đời một kịch chủng nghệ thuật mới của dân tộc Việt Nam, đó là nghệ thuật sân khấu cải lương. Một con thuyền giữa dòng Thái Dương, cành nương biết non xanh, cành mùi niềm
trước khi mà có cải lương đó thì có cái cara bộ, mà cara bộ là tiền thân của cải lương. Mà theo những người những sách vở đã ghi lại tới ngày nay thì là năm 1917 tại nhà ông Cai Tổng Định ở Vĩnh Long, mà khi cái có ca cái bài mà tứ đại quán mà Bùi Kiệm Thị Đức trở về, thì tôi lại nhớ hồi nhỏ tôi nghe nói chuyện lại đó thì tôi tức cười quá đi, bởi vì không có ra bộ gì nhiều hết, chỉ có chẳng hạn như nói đêm khuya giờ tí canh ba, đưa ba ngón tay ra vậy là gọi là bỏ bộ. Mà khi mà có được những cái ca ra bộ đó, những tích trạng rất nho nhỏ đó, thì có một cái người mà không phải trong giới cải lương mà lại mê cái chuyện đó, mới lại đem cái chuyện đó ra, đưa ra thành biến thành là thương mại, là ông An Tri Thận. Ông An Tri Thận có một cái hát xiệt, thành là giữa những cái màn hát xiệt, ông để cái ca ra bộ đặng mà cho công chúng nghe chơi cho vui. Cải lương là một nghệ thuật của người Việt Nam, do người Việt Nam đào tạo nên, gây dựng nên. Chúng ta có thể thấy rằng nghệ thuật cải lương là một nét đặc thù của văn nghệ miền Nam Việt Nam. Cải lương có khả năng diễn tả những đề tài mà những bộ môn nghệ thuật khác khó làm được. Cải lương là sản phẩm của nhân dân, phản ánh trung thực nhất sự tiến thoái của dân tộc. Và có thể khẳng định rằng sức sống của văn hóa Việt, đặc biệt là nghệ thuật cải lương, luôn tiềm tàng trong dòng suối của người dân Việt Nam hôm qua, hôm nay và ngày mai. Như đường Trường Sơn mây lượn bên giang, nghe tổ quốc gọi kinh nhân cổ long xẻ tay tung sông. Khúc cái hoàng ca gần xa trôi dòng ngực quê hương cài qua trăm sắc, Hồ Chí Minh đẹp nhất ca tên vàng. Trên nền tảng nghệ thuật sân khấu dân tộc, trong đó có loại hình nghệ thuật ca kịch cải lương, đã phát triển theo quy luật tất yếu ấy. Khi thể loại tuồng hát bội đã trở nên chậm chạp so với tốc độ canh tân hóa trong mọi mặt của đời sống xã hội vào đầu cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, và sự du nhập của kịch cổ điển Pháp, cải lương lập tức ra đời như một tiếp biến văn hóa, chứ không hẳn là đồng hóa hay hội nhập. Nếu văn hóa Việt Nam như đặc trưng về khả năng ứng biến, tức là tính uyển chuyển, thì đạo giáo Việt Nam mới đặc trưng về khả năng hóa giải, tức là tính thăng bằng, tự tại. Thì nghệ thuật ca kịch cải lương vốn là một loại hình sân khấu nghệ thuật mở. Nó cho phép dung chứa bất cứ loại hình nghệ thuật nào, miễn là hợp tình, hợp lý, với đặc trưng cơ bản nhất, xét về cấu trúc âm nhạc, lại là khả năng thích ứng nhạy bén. Nếu hai thể loại tuồng chèo đã định hình với những chuẩn mực liệt vào hàng phong vàng tước ngọc thi ca kịch cải lương, thì là cải lương biểu hiện bằng định hình để phát triển để định hình. Cấu trúc âm nhạc của loại hình này hoàn toàn mang tính mở, trở lại với cải lương khi ra đời là để đáp ứng thời cuộc, để thích nghi với môi trường và nhu cầu của xã hội. Từ ngọn nguồn âm nhạc vốn dành cho những người đi mở cõi cho đến nhu cầu canh tân đổi mới trên mọi mặt, vẫn là trên đình cũ, Kim Vân Kiều, Kiều Nguyệt Nga, hai vở diễn đầu tiên mở ra loại hình nghệ thuật sân khấu cải lương, đó là hai vở diễn kinh điển được chuyển thể từ hai đại tác phẩm thi ca của Việt Nam, đánh dấu sự ra đời ồ ạt, lan tràn như nước và không kém phần đỉnh đạt của loại hình nghệ thuật cải lương dân tộc. Và cải lương đã ứng biến bằng hệ thống bài ca biểu diễn khác với các loại hình nghệ thuật trước đó. Và theo những cái người phương Tây họ nói đó, cải lương có từ thời chống ngoại xâm và xây dựng đất nước. Dạ bẩm đức ông, thái hậu cõi phường của thế không phải chỉ vui cho riêng mình, mà đó là ý nghĩa trọng đại nhất của ngày hội lớn. Vì sáng mai này triều đình ta sẽ làm lễ rước long mà thank you.
nhắc lại những hình ảnh quay là chiều nào đây. Tôi thấy chưa khi nào cải lương trở nên phủ sóng rộng rãi và các hình thức nghệ thuật khác phải kết hợp với cải lương để tăng độ hấp dẫn trong hình thức biểu diễn. Cụ thể phim truyền hình, các tiểu phẩm hài đều lồng ghép cải lương vào. Ngày nay chuyện một ca sĩ nhạc trẻ hay một diễn viên hài cố gắng hát một câu vọng cổ vào phần biểu diễn của mình không còn gì quá lạ lẫm đối với công chúng. Đó là một tín hiệu cho thấy cải lương luôn song hành với thời đại bằng nhiều hình thức, đúng như bản chất của hình thức bộ môn nghệ thuật này. Còn nhớ bóng con đò về nghe cô hát lý chờ mong, còn thương còn nhớ bóng con đò về nghe cô hát lý chờ mong. Ai đã cùng em thề câu nguyện ước trầu cao sang đàn trai đón dâu về, chim quyên có bạn có bầy nở sao anh để lẻ bầy lòng em, có thương có nhớ quê nhà về mà nghe giọng cổ nhớ hoài tình em. Quay nhìn lại để thấy qua bao cuộc thăng trầm, cải lương đã toàn tâm toàn ý đi cùng cuộc chiến tranh giữ nước giành độc lập. Trên 90% vở cải lương đều xuất phát từ nội dung yêu nước thương dân, chống ngoại xâm, gìn làng giữ xóm, chung thủy nghĩa tình. Hôm nay, đất nước đã hoàn toàn độc lập thống nhất, xây dựng những nhà hát trên mọi miền đất nước, vừa phục vụ biểu diễn, vừa đào tạo các lớp nghệ sĩ trẻ, chuyên nghiệp, đầy tài năng, tri thức. Kế thừa cho nghệ thuật cải lương vừa dân tộc vừa hiện đại. Và càng là niềm tự hào hơn khi nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, tiền thân của nghệ thuật sân khấu cải lương, vừa được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Hy vọng với sự công nhận của quốc tế đối với một loại hình văn nghệ dân tộc, dân dã, đờn ca tài tử sẽ tiếp tục được quan tâm, bảo tồn và nhân rộng không chỉ ở trong nước, mà còn lan tỏa ra những cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Và như thế, tất cả chúng ta sẽ cùng đồng lòng thực hiện chủ trương bảo tồn phát triển văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, sánh vai cùng cộng đồng văn hóa thế giới. Như Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc từng nói, văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, anh chị em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy.